Và để tiếp theo chương trình, Hoài Dương cũng xin gửi đến các anh các chị và các bạn với một sáng tác của soạn giả nhân dân Diện Châu, bài tân cổ được mang tên Sân Khấu Về Khuya. Và bài hát này chúng ta thưởng thức với tiếng đàn của nhạc sĩ Hoàng Khánh và tiếng đàn sến và tiếng đàn organ của nhạc sĩ Hoàng Sơn. Bây giờ cho anh cái đàn 2 giây trước đó, đúng rồi, xong rồi nhạc rồi tới giọng cổ rồi guitar vô luôn. Khi cánh màn buông danh dòng hết, người về rủ sạch bụi sầu thương, người vào cởi áo lao son thân, trả cả vinh quang lẫn ngầm ngùi. Khi cánh màn nhung đã khép lại rồi, đường khuya đơn bóng một mình cô đơn lê bước chân đi, từng bước chân âm thầm đèn khuya hiu hắt. Gửi sầu, gửi sầu tâm màn nhung từ từ khép lại, báo hiệu sắp chia tay của đêm diện sao cùng. Sân khấu về khuya bóng quang vắng lạnh lùng, ơi những khán giả mà tôi hằng quý mến, cho tôi tâm tình xin gửi lại vào đây, mượn nhịp cầu nghệ thuật để chúng ta được làm quen hơn bao nhiêu năm nghĩa nặng ngần dài. Rồi mai này khi cách mặt chia tay, xin gửi lại cho ai chúc tình nghệ sĩ. Bạn ơi, rồi mai đây ai có hỏi, tôi ngập ngừng cũng chưa biết trả lời sao. Trời đất tròn có lúc cũng gặp nhau, đêm dạ biệt tất cả cho tôi ghi vào tâm khảm. Rồi mai đây trên đường xa hí diện, tiếng nhạc như còn quyện mãi hồn tôi. Thank you.
khi cánh mang nhung đã khép lại rồi. Đường phía đơn bóng một mình tôi, cô đơn lê bước chân đi, từng bước chân ngầm thầm. Đèn khuya hiu hắt gửi sầu tâm tư, cái kiếp con tầm còn dấu xanh nắng nở. Tôi quên làm sao những tiếng nhạc cung đàn. Rồi mai này tôi có trở lại đây, nhưng đêm hy diện đạp vắng rồi khán giả ngồi vắng lặng sau hậu trường, quanh que ấp giọt lễ sầu qua hai bức nghe màn nhung.